Thí sinh thi đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay. Cho cái lứa tuổi từ 18 đến 24 tháng, số báo danh 252. Brenda Vom Bảo Long. Brenda Vom Bảo Long sinh ngày 15 tháng 2 năm 2018. Chủ nuôi là anh Tạ Duy Tuấn, Hà Nội. Giám khảo sẽ đo chiều cao và đo ngực của từng con chó ở cái lứa tuổi từ 12 tháng trở lên. Con này 23 tháng tuổi, sinh ngày 15 tháng 2 năm 2018. Brenda Vom Bảo Lộc, chủ nuôi Tạ Duy Tuấn, Hà Nội. Gọi câu. Gọi một câu. Thì bác đấy bác bị giờ hơi thật mà. Anh ơi, dừng chó lại cho em. Thử súng. Gọi con ơi.
Được. Sau đây là đánh giá cho thí sinh số 252 Diễn Y Cái, độ tuổi 18 đến 24 tháng, trên đường Vinh hiện nay có một chú chó. Số 52 thì số 52 23 tháng tuổi, cao 60, độ sâu ngực 28, kích thước lớn, thể chất tốt, khỏe, cơ thể săn chắc, tỷ lệ tốt, ấn tượng tốt, màu mảng sắc tố lông tốt, bờ vai cao và dài, đường lưng chắc chắn, chiều dài và vị trí của mái mông tốt, chiều dài và vị trí của cánh tay đoàn trên tốt, góc chân sau tốt, ngực tốt, phần đằng trước tốt, di chuyển tốt, di chuyển rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi mà bước di chuyển cần phải cái độ vươn xa nhiều hơn. Và hai cái tai của con chó này là hơi gần nhau. Và chẳng phải anh giá là very good, rất tốt. Chúc mừng anh. Số báo danh 252 được đánh giá là very good. Brenda Vom Bảo Long, sinh ngày 15 tháng 2 năm 2018, chủ nuôi anh Tạ Duy Tuấn, Hà Nội. Báo nhóm chó cái